Người nông dân nổi dậy ở Hải Phòng từng đứng lên chống lực lượng thu hồi đất cho biết ông sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội với chính quyền nhằm giúp làm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay. Ông Đoàn Văn Vươn nói với VOA Việt ngữ hôm 19 tháng 4, trong bối cảnh gần 20 cảnh sát cơ động vẫn còn bị người dân giam giữ, 4 ngày sau khi xảy ra cuộc đối đầu với lực lượng thi hành công lực. Về sự kiện mà người nông dân này cho là xảy ra giống với mình 5 năm trước đây, ông Vươn nói rằng người dân xã Đồng Tâm không còn niềm tin và đã bị đẩy tới bước đường cùng. Ông nói thêm rằng nếu tình hình không có lối thoát thì rất là nguy hiểm và gây tác động xấu cho xã hội. Đây, chính cá nhân tôi, chính phủ phải vào cuộc, phải thành lập đoàn thanh tra để làm rõ. Chính phủ phải có một kết luận rõ ràng, công bố công khai và xử lý tất cả các cái quan chức từ cái xã rồi huyện, thậm chí cả thành phố Hà Nội có dấu hiệu sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau đó phải thả khẩn cấp những người mà chính quyền bắt, cái sai về chính quyền phải xử lý trước. Liên quan tới các diễn biến mới nhất ở Đồng Tâm, một người dân không muốn nêu danh tính nói với VOA Việt ngữ rằng tình hình hiện nay chẳng ra làm sao cả và mọi người đang chờ quan chức thành phố về xử lý vụ việc. Người dân này nói thêm về các cảnh sát cơ động vẫn còn bị giam giữ. Vẫn còn khoảng 20 người. Thì anh em cũng được dân cho ăn uống sinh hoạt các thứ bình thường, ăn uống đầy đủ, chăn đệm, ngủ nghỉ bình thường. Bà con thì chỉ muốn lãnh đạo nhà nước thành phố về để giải quyết cho nhân dân yên lòng, mọi cái thì lại trở về bình thường. Hai anh em ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bị bắt hồi đầu năm 2012 và ra tòa vào đầu năm 2013, rồi sau đó bị kết án 5 năm tù giam vì tội giết người khi cho nổ súng và bình ga tự chế nhắm vào lực lượng công vụ khi chính quyền tới cưỡng chế đất và đầm nuôi hải sản của nhà. Hồi tháng 8 năm 2015, ông được đặc xá nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, trở về nhà, gây dựng lại từ đầu mảnh đất mà ông đứng lên bảo vệ. Ông Vươn cho VOA Việt ngữ biết ông sẵn sàng đứng ra làm trung gian trong vụ việc này nếu như chính quyền thiện chí để ông làm. Ông nói mong muốn của ông cũng là mong muốn của nhiều người dân rằng quyền lợi người dân được đảm bảo và về phía chính quyền quản lý đất nước trật tự.